Ông Kim Jong-un tìm thấy suối trường sinh bất lão. Theo Daily Star, Triều Tiên quảng bá đã tìm thấy nguồn nước suối có thể ngăn ung thư, chặn lão hóa. Tờ Daily Star của nước Anh đưa tin, một thông tin tại Triều Tiên mới đây tuyên bố dòng suối bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng có khả năng làm chậm quá trình lão hóa và giúp ngăn ngừa ung thư. Hãng tin Mirror cho biết, lãnh đạo cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng khẳng định chính ông Kim Jong-un là người phát hiện ra suối nguồn này. Một bản tin ở Triều Tiên cũng khẳng định rằng những dân làng trong vùng sử dụng nguồn nước suối này vẫn làm việc bình thường ngoài đồng áng dù đã 90 tuổi. Theo tờ Daily Star, nước suối tại vùng này được đóng chai và bán trên toàn Triều Tiên. Quảng cáo về dòng suối cũng khẳng định nguồn nước tại đây sẽ không bao giờ cạn kiệt. Tờ The Sun của Anh dẫn lại một thông tin quảng cáo từ Triều Tiên cho biết dòng suối có khả năng chống oxy hóa và giúp ngăn chặn tích tụ peroxide, làm chậm lão hóa và ngăn ung thư. Dù bơm lên bao nhiêu nước, dòng suối cũng không bao giờ cạn kiệt. Dân làng ở khu vực này cho biết dòng nước tinh khiết này mang đến cho họ năng lượng làm việc. Nhiều người dù đã hơn 90 vẫn có thể làm việc ngoài đồng áng. Tuy nhiên, liệu suối nguồn trường sinh bất lão này có thật sự tồn tại hay không vẫn là một điều bí ẩn, do Triều Tiên là một quốc gia rất khép kín và ít có sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trước đây, Triều Tiên cũng từng có những quảng bá về loại thuốc Kumdang-2 chứa nhân sâm trị được cả AIDS, hội chứng viêm hô hấp Trung Đông MERS và virus Ebola. Các sản phẩm như bia Kesong Koryo Insam uống mãi không say và thuốc cường dương 24 tiếng cũng gây nhiều tò mò với báo chí nước ngoài, theo như tiết lộ của quan Tây duy nhất làm việc dưới trướng Kim Jong-un như vậy.